Những vật này tức là những của cải của riêng người bệnh, những thứ mà người bệnh yêu chuộng nhất, luyến tiếc nhất, nhà cửa, ruộng vườn, áo quần, vàng bạc, nói chung là của cải vật chất của người bệnh. Thân nhân của người bệnh nên lớn tiếng khấn nguyện rằng, chúng con, họ tên, nay thay mặt người bệnh, họ tên, mà đối trước kinh Địa Tạng và tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc tượng của Đức Phật hay Bồ Tát khác, xin được cúng dường những của cải này, để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu tháp cúng, hoặc cúng vào thường trụ. Những người thân thuộc có thể bán đi gia sản của bệnh nhân để lấy tiền mà đúc tượng Phật, tượng Bồ Tát, bởi công đức này là to lớn nhất. Lại nữa, họ cũng có thể dùng tiền ấy để xây chùa dựng tháp, mua dầu đốt đèn thắp cúng trước tượng Phật, hoặc cúng dường cho chùa chiền tự viện, sướng lên như vậy 3 lần cho người bệnh được nghe biết. Cứ thế mà lặp đi lặp lại 3 lần trước mặt bệnh nhân, và mỗi lần phải chắc chắn là bệnh nhân đều lắng nghe và đều hiểu rõ. Giả sử các thức đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, các thức tức là